Harry Won vắng mặt chấn thành, tôi không buồn chút nào. Theo nguồn phóng viên 24h.com.vn, Harry Won vừa trở lại với âm nhạc sau thời gian im ắng bằng MV như anh đã mong chờ, được ghi hình tại Hàn Quốc. Sau vài ngày ra mắt, sản phẩm hút hàng triệu lượt xem, lọt top hình ảnh YouTube Việt Nam. Dịp này, nữ ca sĩ hiếm hoi chia sẻ với truyền thông về công việc, cuộc sống, được dịp phỏng vấn Harry. Chúng tôi hỏi, sản phẩm âm nhạc lần này có ý nghĩa như thế nào với chị? Harry trả lời, tôi nghĩ ai cũng từng phải trải qua quãng thời gian nào đó chứng kiến người đàn ông của mình tỏ thái độ chán nản, cứ gây tổn thương, vô tâm, lạnh lùng. Nhưng lại chẳng bao giờ chủ động nói chia tay, cứ phải để phụ nữ tự nói ra lời kết thúc. Như anh đã mong chờ chính là ca khúc nói lên tình trạng đời thường như thế này. Về lý do chọn Hàn Quốc ghi hình thì mọi thứ là vô tình thôi. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc tôi hợp tác với nhạc sĩ Zito cho ca khúc này. Sau đó, tôi được anh ấy giới thiệu ekip Hàn Quốc. Lúc đó, tôi chỉ suy nghĩ vu vơ và định làm thử một sản phẩm âm nhạc ngay tại Hàn Quốc. Xuất phát điểm thì rất vu vơ và vô tư, nhưng không ngờ khi thực hiện MV rất cực khổ và nảy sinh nhiều vấn đề nữa. Chúng tôi hỏi, lý do chị quyết định hoạt động song song hai thị trường Việt-Hàn thời gian tới? Harry trả lời, thời gian gần đây, Hàn Quốc đẩy mạnh nhiều hoạt động liên quan đến giao lưu văn hóa Việt-Hàn. Ngoài ra, tôi cũng muốn song song phát triển ở hai nước, cũng như mở rộng thị trường hoạt động của mình hơn. Thực ra, mấy tháng gần đây tôi di chuyển liên tục. Tháng 9 đã sang Hàn Quốc, còn tháng 10 tôi cũng chỉ có vài ngày ở Việt Nam quay các show. Sau đó, tôi lại về Hàn Quốc quay chương trình nữa và có nhiều công việc ở đây. Tôi cảm thấy đây là cơ hội để mình có thể hoạt động ở Hàn Quốc. Có cơ hội thì mình phải nắm bắt lấy thôi. Tôi cảm thấy thị trường Việt Nam và Hàn Quốc không khác gì nhiều. Tôi thấy cách quay, làm việc hay tất cả mọi thứ đều giống nhau. Cả hai đều có ưu điểm và khuyết điểm. Chỉ có khác là tôi nói tiếng Việt đôi khi sai, còn tiếng Hàn thì tôi giao tiếp dễ hơn vì tôi đã ở Hàn từ bé. Chúng tôi hỏi, chị nghĩ bản thân có yếu tố nào lợi thế hơn các đồng nghiệp Việt Nam khi hoạt động ở xứ sở kim chi? Harry trả lời, lợi thế quan trọng nhất vẫn là ngôn ngữ thôi, cũng giống như tôi được hoạt động tại Việt Nam do biết tiếng Việt. Rất nhiều bạn Hàn Quốc muốn tham gia các hoạt động ở Việt Nam, nhưng chỉ có bạn nào nói tiếng Việt được thì mới tạo điều kiện, còn kém tiếng Việt thì hơi khó. Tương tự tại Hàn Quốc cũng vậy, bạn Việt Nam nào nói tiếng Hàn dành thì sẽ có cơ hội làm việc ở Hàn. Tôi lại có thể nói song song hai ngôn ngữ. Bên cạnh đó, tôi cũng mang dòng máu 50% Việt Nam và 50% Hàn Quốc. Vì thế, tôi thường được mời đến các sự kiện liên quan chủ đề đa văn hóa, giao lưu Việt, Hàn. Tôi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc. Chúng tôi hỏi, lý do chị vẫn chưa nói dành tiếng Việt dù hoạt động trong showbiz đã gần 10 năm? Harry trả lời, lúc nào tôi cũng muốn tốt và hoàn chỉnh. Có thể do tôi bị quen phát âm tiếng Hàn nên khó đổi, giống như người Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh cũng khó đổi theo giọng trong này. Tôi cũng rất cố gắng, muốn phát âm tiếng Việt tròn hơn, mong một ngày nào đó khán giả thấy tôi tiến bộ. Chúng tôi hỏi, trong khoảng 3 năm trở lại đây, chị không có dự án phim ảnh mới. Phải chăng chị quyết định gác lại sự nghiệp phim ảnh để tập trung vào các lĩnh vực khác? Harry trả lời, thật ra tôi muốn làm nhiều thứ, nhiều lĩnh vực chứ không phải một đến hai mảng. Tôi là người rất tham lam trong công việc. Gần đây, khi có thời gian rảnh, tôi cũng có đi học diễn xuất tại Hàn Quốc. Nếu có cơ hội phát triển hơn về mảng diễn xuất ở Hàn Quốc thì tôi cũng muốn thử. Tôi muốn được đóng vai ác một chút hoặc thật ác luôn. Vì xưa giờ mọi người mặc định hình tượng trên màn ảnh của tôi là phải ngoan hiền. Tôi cũng muốn thử diễn vai biến thái, sát nhân hoặc dạng vai liên quan cảnh sát. Nói chung là tôi nghĩ cuộc đời mình có bao nhiêu thời thanh xuân đâu, nên tôi cống hiến hết mình. Cái gì mình mong muốn thì mình phải làm thử rồi mà không làm được thì cũng không thất vọng. Còn nếu mà mình cứ chần chừ, kéo dài thì có thể hối hận vì không làm kịp. Tôi không bao giờ muốn hối hận. Chính vì điều đó nên tôi muốn thử sức ở tất cả mọi thứ, mọi lĩnh vực. Chúng tôi hỏi, chị cũng là một gương mặt được các show truyền hình săn đón, chị có tiêu chuẩn nhận show cho mình không? Harry Won trả lời, khi nhận show, tôi không nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn ekip làm việc chuyên nghiệp thôi và đôi bên phải tôn trọng nhau. Cảm ơn bạn đã xem hết video, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều tin mới từ Top Hot Channel.